Chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta sử dụng cái công cụ RotoBrush ở trong After Effects và một cái plugin Shaper của Video Copilot để chúng ta tạo ra cái hiệu ứng viền ánh sáng chạy xung quanh chiếc xe của mình, áp dụng được cho các cái quảng cáo về xe xe ô tô, xe hơi các thứ. Trước khi vào bài thì mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh của mình, mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những file thực hiện project, những cái software, plugin, stock footage mà mình có sử dụng ở trong bài thì đều có ở trong cái kho tài nguyên mà mình có gắn link ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng vào đọc phần mô tả để biết cách lắp link download ha. Bây giờ mình vào trong After Effects thì mình sẽ import vào một cái video. Thì đây là video một chiếc xe ở trên cái bàn xoay. Thì ở đây cũng là những một cái video mà các bạn cũng thường thấy khi chúng ta thực hiện các cái quảng cáo về triển lãm xe các thứ. Để cho cái chiếc xe này nó thêm ấn tượng thì chúng ta có thể thực hiện thêm cái hiệu ứng viền ánh sáng chạy xung quanh chiếc xe của mình. Thì để thực hiện việc đó thì đầu tiên chúng ta sẽ phải dùng cái công cụ RotoBrush để chúng ta tạo ra cái mask nó bao xung quanh chiếc xe của chúng ta. Thì ở đây thì mình sẽ đưa cái video của mình vào trong tạo một cái com. Và ở đây thì mình sẽ để sử dụng RotoBrush thì mình sẽ double click vào cái layer chiếc xe của mình để mình đi vào trong cái chế độ layer. Đây là cái tab layer của chúng ta. Ở trong cái tab này thì mình sẽ click vào cái biểu tượng RotoBrush nằm ở trên cái thanh công cụ của mình. Được chưa? Thì cái thanh cái RotoBrush này chúng ta sẽ về cơ bản chúng ta dùng một cái brush và cái brush này nó có một cái kích thước chúng ta có thể thay đổi. Và nó biểu thị bằng cái biểu tượng hình tròn màu xanh lá cây mà cái con chó chuột chúng ta nó biến thành đây. Thế thì bây giờ mình sẽ vào Windows, mình mở cái cửa sổ brush lên. Và ở đây thì mình sẽ bắt đầu là mình click vào cái cửa sổ layer thì chúng ta có thể thấy là cái cửa sổ brush nó sẽ kích hoạt và ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta thay đổi cái kích thước của cái brush của mình. Ở đây mình có thể tăng giảm kích thước của brush thì theo cái vật thể của mình nó to hay nhỏ thì chúng ta cần cái kích thước brush như thế nào. Thì sau khi mà chúng ta tùy chỉnh xong cái brush thì mình sẽ dùng cái brush này ha. Mình sẽ mở rộng cái màn hình ra. Yeah. Rồi, và mình sẽ dùng cái brush này mình vẽ. Và về cơ bản là mình sẽ vẽ cái vùng mà mình muốn roto, tức là mình sẽ vẽ vào bên trong cái chiếc xe này. Các bạn nhớ là chúng ta phải vẽ vào bên trong chiếc xe ha, chúng ta không có vẽ ra bên ngoài. Và mình sẽ viền theo cái chiếc xe này. Được chưa? Rồi. Thì sau khi mà chúng ta vẽ xong thì ở đây thì tất nhiên là sẽ có những chỗ mà chúng ta thấy nó không chọn đúng cái mask của chúng ta. Thì ở đây mình sẽ select cái mình sẽ bấm giữ phím Enter Left để cho cái biểu tượng của mình nó biến thành dấu trừ. Các bạn thấy dấu cộng là chúng ta thêm vào, dấu trừ thì chúng ta sẽ loại ra, cho nên ở đây mình sẽ dùng bấm giữ Enter Left và mình sẽ vẽ vào những cái khu vực mà mình muốn loại bỏ đi. Thì các bạn thấy là nó sẽ loại bỏ những cái phần mà chúng ta không muốn. Được chưa? Và nó sẽ giữ lại cái phần mà chúng ta muốn giữ, đó là chiếc xe của mình thôi. Rồi. Sau khi mà xong thì các bạn thấy là chúng ta trong cái layer xe của mình á, thì chúng ta sẽ có một cái hiệu ứng nó tên là RotoBrush and Define Edge. Thì trong đây thì chúng ta có thể chọn cái chất lượng của cái RotoBrush này. Thì ở đây thì trong phần chất lượng mình sẽ chọn là Best để cho cái chất lượng khi mà nó tính toán ra nó sẽ tốt hơn. Ở đây thì chúng ta có cái phần bên trong này nó chưa có được, mình sẽ vẽ vào đây để mình lấy thêm cái phần bánh xe này. Rồi. Ở đây thì chúng ta cũng có một số cái tùy chỉnh. Thứ nhất là chúng ta có cái phần feather, cái này là chỉ dùng khi nào chúng ta muốn tách cái xe này ra để ghép vào một cái background mới, chúng ta cần cái feather. Còn ở đây thì thực ra cũng không cần thiết lắm. Chúng ta sẽ có cái reduce chatter. Cái reduce chatter này chúng ta tăng lên thì nó sẽ làm giúp cho cái viền của chúng ta nó sẽ đỡ noise hơn, nó sẽ đỡ
Các bạn thấy ở đây cái phần viền màu hồng này, khi mà mình giảm xuống và tăng lên thì nó sẽ giúp giảm bớt cái độ gập ghềnh khúc khuỷu của cái đường của mình. Rồi thì sau khi mà chúng ta đã vẽ xong thì bắt đầu là chúng ta đã có thể review thử ở các cái frame khác. Thì các bạn thấy khi mình click đến một cái vị trí khác ở trong cái timeline thì bắt đầu là After Effects nó sẽ thực hiện, nó tính toán và nó áp dụng cái Rotobrush lên toàn bộ các cái frame khác. Và ở đây thì chúng ta chạy đến đâu, chúng ta đưa cái con chuột đến đâu thì nó sẽ tính đến đó. Và chúng ta có thể xem các cái frame khác xem là nó đã ổn hay chưa, có chỗ nào chúng ta cần phải chỉnh sửa hay không. Ví dụ như là có chỗ này, ví dụ chúng ta muốn lấy thêm cái đèn thì chúng ta chỉ việc tô thêm cái đèn này vào, được chưa? Đấy, thì nó sẽ lấy thêm cái đèn cho chúng ta. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện để cho cái Rotobrush này nó áp dụng cho toàn bộ cái frame của mình. Ở đây thì để cho nhanh thì mình sẽ giới hạn lại khoảng tầm 2 giây thôi. Hoặc là chúng ta cũng có thể để cho nó chạy hết cái sequence của mình cũng được ha. Thực ra nó cũng không có lâu lắm thì mình có thể mình sẽ cho nó chạy hết cái sequence của mình. Rồi thì sau khi xong thì khi mà chúng ta quay lại cái composition thì các bạn sẽ thấy là cái mask của mình nó sẽ được áp dụng vào. Ở đây mình sẽ loại nốt cái phần này ra. Rồi thì như vậy là chúng ta quay lại cái tab composition, các bạn sẽ thấy là bây giờ cái xe của mình nó đã được tách ra rồi, nó đã có cái kênh alpha rồi ha. Rồi thế thì bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng cái kết quả roto này để chúng ta tạo thành cái mask cho cái xe, và chúng ta có thể áp dụng cái shaper vào đây. Thì như các bạn thấy là nếu mà chúng ta áp dụng cái video copilot shaper vào thì cái hướng shaper này nó sẽ có thể sử dụng ở trong đây. Mình vào cái phần customize core, trong phần core type thì chúng ta thấy là ngoài cái cách là chúng ta áp dụng cái shaper thì chúng ta còn có sử dụng cái layer mask, thì cho nên ở đây chúng ta sẽ cần cái layer mask cho cái xe của mình. Thế thì ở đây mình chúng ta sẽ vào phần compositing, mình sẽ composition, mình sẽ add render queue, mình sẽ render cái video của mình ra cái chuỗi PNG. Và đây các bạn nhớ là chúng ta sẽ export luôn cái kênh alpha, bấm OK. Và mình sẽ tìm đến một cái, mình sẽ tạo một cái folder đặt tên là car mask render, được chưa? Và mình bấm save. Sau đó thì chúng ta sẽ lưu cái chuỗi hình này lại. Rồi thì bây giờ sau khi xong thì mình sẽ import cái chuỗi hình của mình vào lại ha. Và mình sẽ đưa vào tạo một cái con mới. Được chưa? Và sau đó mình sẽ đưa cái footage gốc của mình ra đằng sau. Như vậy là chúng ta sẽ có cái xe của chúng ta nó nằm ở phía layer phía bên trên. Rồi thì bây giờ mình sẽ select cái layer mình vừa mới export ra. Và mình sẽ vào phần layer. Chúng ta sẽ dùng cái auto tray. Cái auto tray này mình sẽ check cái work area, cái channel mình sẽ chọn là alpha, tức là nó sẽ dựa vào kênh alpha để nó tạo thành cái mask cho mình. Còn lại thì chúng ta sẽ bấm OK. Mình sẽ đợi cho cái After Effects nó thực hiện trace xong cái xe của mình.
Như vậy là sau khi xong thì các bạn sẽ thấy chúng ta có cái xe, và chúng ta sẽ có cái mask ở đây. Mask này nó áp dụng lên một cái layer riêng. Và ở đây thì chúng ta sẽ vào đây, chúng ta delete những cái mask nào nó không cần thiết, chúng ta giữ lại cái mask chính thôi. Rồi, sau khi mà chúng ta có cái mask này rồi thì mình sẽ select cái layer này, layer mà có cái mask này mình áp dụng shader vào. Và như hồi nãy chúng ta sẽ vào trong Customize Core, trong phần Core Time mình chọn là Layer Mask. Các bạn thấy là nó sẽ áp dụng cái mask, cái hiệu ứng ánh sáng lên cái phần mask của cái xe. Và chúng ta sẽ chuyển cái blend mode của cái layer này thành S. Chưa? Ở đây thì mình sẽ chỉnh màu cái mình sẽ tắt cái layer K PNG này đi, chúng ta không cần nữa. Chúng ta sẽ select cái video background của mình sẽ chỉnh màu tối nó xuống để chúng ta dễ thấy cái hưởng ánh sáng hơn. Chưa? Rồi. Và bây giờ thì các bạn thấy là chúng ta đã có cái hiệu ứng ánh sáng shader viền xung quanh chiếc xe của mình. Và ở đây thì chúng ta có thể vào phần preset, và các bạn có thể chọn rất là nhiều các thể loại preset để chúng ta có cái hiệu ứng cho chiếc xe của mình thật là đẹp. Các bạn có thể chọn rất là nhiều các cái thể loại hiệu ứng ở đây. Ở đây thì mình sẽ chọn cái hit. Rồi, và ở đây thì chúng ta sẽ dùng cái star offset, cái thông số star offset để chúng ta cho cái viền cái đường ánh sáng chúng ta nó chạy. Thì ở đây mình sẽ key cái star offset, và mình sẽ ở frame số 1 là mình sẽ key cái star offset, và sau đó mình sẽ đến cái frame cuối cùng mình sẽ cho cái star offset của mình nó chạy ha. Được chưa? Và vậy là chúng ta sẽ có cái hiệu ứng ánh sáng. Rồi thì như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái hiệu ứng ánh viền ánh sáng xung quanh chiếc xe của chúng ta. Và hy vọng là cái tutorial này sẽ có ích cho các bạn trong việc chúng ta sử dụng công cụ RotoBrush để chúng ta tách vật thể cũng như là áp dụng các cái hiệu ứng ánh sáng như là shader vào trong các cái quảng cáo như là xe hơi của chúng ta. Thì một lần nữa rất mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ kênh của mình bằng cách là like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng những nội dung mới cho chúng ta. Và các bạn nhớ là tất cả những cái plugin software stock footage mà mình sử dụng trong các bài của mình thì đều có ở trong kho tài nguyên mà mình có gắn link ở trong phần mô tả của video. Thì các bạn vui lòng vào phần mô tả để biết cách unlock link download. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.